Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử vi tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991 trong tháng 6 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Trong chuyên mục Tử vi của 12 con giáp, lời đầu tiên thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, xin chúc tất cả quý vị gặp may mắn, hạnh phúc và có nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý vị thân mến, giới tử vi tâm linh học nhận định rằng tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 là những người thông minh khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Người tuổi Tân Mùi thì không những tài giỏi, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha và luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn hoạn nạn trong cuộc sống của mình. Thưa quý vị, những người tuổi Mùi vì rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu, mà những người này có kiến thức khá là sâu rộng, hiểu biết nhiều vấn đề và trong mọi lĩnh vực của cuộc sống thì họ không có vấn đề nào gọi là góc khuất. Không chỉ vậy, họ luôn là những người mang lại niềm vui và tiếng cười cho những người xung quanh. Vậy nên, trong tháng 6 âm lịch này thì những con giáp tuổi Mùi sẽ là những con giáp cực kỳ may mắn, được thần tài chiếu cố, thần Phật độ mạng, ban phát tài lộc và hóa giải vận xui cũng như là những nguy nan cho quý vị gia chủ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991. Trong tháng này thì cũng mang lại cho những quý vị gia chủ cơ hội đổi đời. Nếu biết nắm bắt chính xác thì chỉ sau một đêm cũng giúp cho quý vị gia chủ tuổi Tân Mùi đổi vận. Và trước khi bước vào nội dung chi tiết, quý vị đừng quên ủng hộ chương trình Phong Thủy Gia Cát bằng cách nhấn vào nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đến với nội dung chi tiết của những người tuổi Mùi sinh năm 1991 trong tháng 6 âm lịch. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 mệnh lộ bàng thổ là người tâm địa hiền lương và có ý chí trách nhiệm cao. Có vẻ ngoài mềm yếu nhưng nội tâm mạnh mẽ, họ thích lập sẵn kế hoạch trước khi làm bất kỳ một công việc gì. Ước mơ của tuổi Tân Mùi là tự mình gây dựng cơ nghiệp, nhờ vào tài năng và quyết tâm của cá nhân, họ hoàn toàn có thể biến điều này trở thành hiện thực. Tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, đây là người của sự chí khí cởi mở, có số lập nghiệp cơ đồ, hưởng vinh hoa phú quý. Tuy nhiên để được đắc lộc thì Tân Mùi thường phải trải qua sự khổ trước sớm sau, vậy nên đây là một trong những tuổi dễ gặp nhiều tai ương, vất vả, lên voi xuống chó trong những giai đoạn đầu đời. Xem tử vi tuổi Tân Mùi tháng 6 âm lịch hứa hẹn công việc làm ăn thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ và không ngừng thăng tiến về chức vụ cũng như gia tăng tiền bạc. Trong tháng này, gia chủ có cơ hội đi xa và thậm chí là xuất ngoại, đi tới đâu cũng gặp người tốt giúp đỡ mở ra nhiều cơ hội làm ăn và cả phát triển tình cảm cá nhân. Về sức khỏe, cần đề phòng tai nạn xe cộ, các bệnh liên quan đến hệ thần kinh như đau nửa đầu, thị lực giảm sút, trí nhớ kém. Xét về thiên can, Tân âm kim gặp đinh âm hỏa nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Tân Mùi sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần phải chú ý cẩn thận kẻo xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong lĩnh vực sự nghiệp, người tuổi này có thể có tiếp xúc với những nội dung công việc hoàn toàn mới. Bạn có thể cảm thấy lạ lẫm, lo lắng nên lúc này có những suy nghĩ tích cực hơn, chủ động hòa nhập với mọi người và công việc. Con giáp này có năng lực, lại biết cách phát huy những thế mạnh của mình cho nên sẽ được cấp trên ưu ái giao thêm nhiều trọng trách. Song điều đó chẳng những không khiến bạn nản lòng mà còn khiến bạn có thêm vững tâm trong cuộc đời. Trong tháng, người tuổi Tân Mùi có thể giải quyết được một vài vấn đề nhỏ. Bản mệnh có cơ hội thay đổi suy nghĩ, có tinh thần tích cực khi đối diện với khó khăn. Vậy nên dù gặp những chuyện bất ngờ khó giải quyết, bạn cũng không rơi vào trạng thái bị động thường xuyên giống như trước đó. Nếu cố gắng hết sức mình, bạn có nhiều cơ hội được thăng lương, tăng chức, nhận được sự tin tưởng của những người làm lãnh đạo và bạn bè, đồng nghiệp cùng cơ quan. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Tân Mùi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên quý vị gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Sang tháng 6 năm 2022 âm lịch, tài lộc của bản mệnh không có nhiều biến động, bạn có thể sẽ phải tiếp xúc với nhiều nội dung công việc mới. Tuy nhiên, những lĩnh vực này cũng khá hứa hẹn trong tương lai.
người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng giúp bạn cải thiện phần nào cuộc sống của mình, nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm, khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ. Thời điểm này, chuyện làm ăn khó bề phất lên do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan. Bạn có thể sẽ gặp phải một vài đối tượng không đáng tin cậy. Vì vậy, chớ nên nóng vội làm giàu mà đưa ra những quyết định nông nổi, thiếu chính xác, kẻo bị lừa gạt, tiền mất tật mang. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe bị tác động dưới sự ảnh hưởng của hung tinh, vì thế cần phòng bị thương gân cốt, cẩn thận khi sử dụng các vật sắc nhọn hoặc lao động chân tay với máy móc. Sự nghiệp bận rộn sẽ khiến bạn lo lắng nhiều hơn, dễ thức khuya hút thuốc và uống rượu. Điều này ảnh hưởng rất tệ cho sức khỏe của bạn. Bạn nên giữ thái độ tích cực, chuẩn bị đầy đủ và chờ đợi cơ hội. Hơn nữa, bạn cũng không nên bắt cơ thể của mình lao động quá sức, dễ dẫn đến những tổn hại không báo trước, vừa hại thân vừa tốn kém tiền bạc cho sau này. Phong thủy lộc tài khuyên bạn nên thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ để đảm bảo sức khỏe luôn ổn định. Các quý vị gia chủ Tân Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Tân Mùi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Những người đã lập gia đình không gặp phải vấn đề gì quá lớn trong chuyện tình cảm. Dù đôi khi hai người vẫn tranh cãi mâu thuẫn với nhau, nhưng sau mỗi lần hàn gắn, đôi bên lại càng thấu hiểu và trân trọng nhau nhiều hơn. Đối với người độc thân thì nữ mệnh đào hoa hơn nam mệnh. Nếu mở rộng các mối quan hệ, cởi mở hơn trong giao tiếp, gia chủ có thể tìm được người thích hợp với mình và tình duyên có phần hanh thông. Nam mệnh vẫn còn rụt rè, nhút nhát nên khá bị động, cần thay đổi mặt tính cách này thì mới mong kết đôi được với người mình yêu mến. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi, lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và Hợi thành Mộc Cục, xung Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất và Tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Tân Mùi trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 1 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Quý Sửu, có nạp âm Tang Trá Mộc. Ngày âm lịch, ngày 13 tháng 6 năm 2022, tức ngày 11 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Ất Sửu, có nạp âm Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 25 tháng 6 năm 2022, tức ngày 23 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Đinh Sửu, có nạp âm Giản Hạ Thủy. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Tân Mùi trong tháng 6 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 6 năm 2022, tức ngày 4 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Mậu Ngọ, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 18 tháng 6 năm 2022, tức ngày 16 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Ngọ, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Nhâm Ngọ, có nạp âm Dương Liễu Mộc. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận.
hoặc có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của phong thủy gia cát thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình cũng như là biết được trong tháng 6 âm lịch này chúng ta sẽ cần phải làm những gì để có thể có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ đành phải nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung lần sau.